báo thủ Nepo và cái kết lên đồn. Như vậy là khoảng 1 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2 năm 2023, một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại cây xăng Thanh Sơn thì phát hiện một nhóm thanh niên Nepo đi vào đổ xăng. Và ngay lập tức bốn đồng chí cảnh sát giao thông đã chạy ra để tiến hành vây bắt những đối tượng này. Ấy. Rồi liệu các đồng chí công an có bắt được không? À đây rồi. Vâng. Ba đối tượng đang Nepo và đang đi vào trong cây xăng. 4 năm. 5 đối tượng. À, vẫn còn nữa. 6 đây rồi, 7 rồi. Như vậy là 7 đối tượng Nepo. Và à vâng, như vậy là một thanh niên đã bị ngã rồi. Một thanh niên bị ngã khi va chạm với một xe của một thanh niên khác. Vâng, như vậy là không nổ máy. Vâng, như vậy là rồi. Đi vào đây. Rồi. Như vậy là một thanh niên đã bị lực lượng chức năng giữ lại. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang làm việc với thanh niên này để truy tìm những đối tượng Nepo còn lại trong nhóm báo thủ.